Và đây chính là Linh Sơn Thánh Mẫu, danh gian mình hay còn gọi là Bà Đen. Bà hay hiện thánh về phù hộ độ trì cho người dân tại vùng đất này, nên người ta nói bà rất là linh thiêng, cầu được, ước thấy. Bà tên thật là Lý Thị Thiên Hương, con gái của một vị quan chấm nhầm trảm bàn tên là Lý Thiên. Và trong một lần nàng lên núi cúng chùa cầu an cho gia đình của mình á, thì lúc này nàng bị côn đồ vây bắt nhằm có ý định là hãm hiếp nàng. Và trong làng thì có chàng trai Lê Sĩ Triệt, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, văn hay võ giỏi. Thì chàng Lê Sĩ Triệt đã thấy vậy, xong ra đánh đuổi cứu giúp nàng. Và để đền đáp lại công ơn đó, thì cha mẹ của nàng Lý Thị Thiên Hương đã đồng ý cưới gả, trao nàng Lý Thị Thiên Hương cho chàng Lê Sĩ Triệt. Nhưng cuộc thời gian ấm áp chưa được bao lâu thì chàng Lê Sĩ Triệt phải tòng quân đi đánh quân Tây Sơn. Thiên Hương ở nhà ngày nhớ đêm mong vị hôn phu chưa cưới của mình. Trong một lần nàng lên núi cúng chùa cầu an thì Lý Thị Thiên Hương lại bị tên đồ tể dày bắt, hẳn có ý định hãm hiếp để thỏa cơn dục vọng. Để giữ lòng trinh tiết với hôn phu, nàng Hương để xuống khe núi tự tiết. Đêm hôm đó, nàng Lý Thị Thiên Hương hiện thánh báo mộng cho vị sư trụ trì trên núi biết. Trong mộng, nàng Hương xuất hiện trong hình dáng một người phụ nữ đèn đúa. Như có điều gì đó mách bảo, vị sư bèn đi tìm thi thể nàng đem về mai táng. Ít lâu sau, khi chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi, chạy đến núi Bà Đen lẩn tránh. Dưới một tán cây cổ thụ, vua Gia Long mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ màng thấy một người con gái đèn đúa xuất hiện, bảo vua nên qua xiêm tránh nạn, chờ thời cơ xây dựng cơ đồ. Nàng Thiên Hương còn chỉ những quả chín trên cây, có thể cứu đói khát cho binh sĩ. Vua tỉnh giấc cho người ăn thử, quả nhiên vị chua của quả giúp binh sĩ đỡ khát và vị chát giúp đỡ đói. Vua đặt tên cây ấy là Tòng Quân, sau này nối trại là Chùm Quân. Nàng Lý Thị Thiên Hương lần thứ ba nhập xác vào một cô gái trẻ tuổi, và nàng đã trò chuyện cùng với Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Và khi trò chuyện á, thì nàng đã nói về tương lai tài giỏi của vị quan này, và nàng cũng đã kể cái nỗi oan khuất của mình đối với Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Và sau khi nghe được cái câu chuyện cảm động trời xanh này á, thì Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt đã tâu lên vua, và vua đã ra chiếu chỉ. Lý Thị Thiên Hương có công phù hộ vua Gia Long xây dựng cơ đồ thống nhất Giang Sơn, được phong là Linh Sơn Thánh Mẫu, ngụ tại núi Một. Kể từ đó về sau, người đời càng thêm có niềm tin mãnh liệt vào sự linh ứng của bà. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương về tìm bái và tạ ơn bà. Và bên cạnh điện bà chính là chùa Linh Sơn Tiên Thạch, hay còn gọi là chùa Bà. Và thật là hạnh phúc nếu như ai cũng được cài bông hoa hồng cùng với cha mẹ của mình. Còn nếu ai mà không may mắn cài bông hoa hồng trắng trong dịp lễ Vu Lan này, thì hãy vui lên đi. Những người thân yêu của bạn không bao giờ mất đi, mà họ chỉ thay đổi hình thức tồn tại. Và điều quan trọng là họ luôn theo dõi mỗi bước đi trên hành trình của bạn. Các bạn biết không, vào thời gian này năm ngoái á, thì có quá nhiều mất mát đau thương đối với người dân Việt Nam, và đặc biệt là người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người không may trong cái cơn đại dịch vừa rồi. Và khi mà các bạn đi tới chùa, các bạn cũng đừng quên là cầu an cầu siêu cho những người đã mất nha các bạn. Vì Bổng Ngô tin rằng những người đó kiếp trước chắc chắn đâu đó họ sẽ là cha là mẹ, là người thân quyến ruột thịt của mình. Vì vậy nhớ cầu an cầu siêu cho những người đã mất nha. Và trên đỉnh núi có tuyệt tác, đó chính là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Và tượng đã được kỷ lục Guinness xác lập là tượng Phật Bà bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất châu Á. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đầu đội vương niệm chạm khắc hình ảnh Đức Phật A-di-đà, tôn vinh trí tuệ và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật với thế gian. Và tay trái của tượng cầm bình cam lồ dốc xuống, biểu tượng cho hành động ban phát phước lành, cứu rỗi chúng sinh khỏi đau khổ của Bồ Tát. Và con chần chờ gì nữa mà không hành hương về núi Bà trong dịp lễ Vu Lan này để cầu an cầu phúc cho gia đình của mình nào?